Ok, bữa nay bệnh quá xuôi sức dầu mới được ha. Thân bé nhỏ xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel bé nhỏ mình nha. Ok, thì hôm nay mình đã mod xong cái mod John. Đây là thần cung, thần tiễn của Liên Quân Mobile. Có tất cả là 4 nhân vật nha. Mình đã làm hết trơn 4 skin luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi lần lượt qua từng skin một ha. Ok. Ok, giờ mình cũng có vài lời muốn nói với những bạn nào mà giúp video của mình ha. Thì video của mình, thì bây giờ mình sẽ để cái hình của mình lên luôn. Không, dù bạn có giúp thì bạn có thể để cái logo video, cái logo kênh của mình. Còn dù mà bạn che logo, bạn giúp mà dạng như là bạn ăn cắp á, thì mình sẽ report. Tuy là kênh của mình nhỏ thôi, kênh của mình ít view thôi, nhưng mà mình, tại vì mình có đủ tài liệu video để mình có thể report kênh của bạn ha. Ok, cảm ơn các bạn đã hợp tác. Ok các bạn, thì skin đầu tiên đó là chỉ là skin có cái tên gọi rất là hay luôn, skin mặc định. Thì skin này đơn giản thôi nhưng mà nó phong trần, nhìn cái vẻ phong trần ha, nhìn màu vàng là biết là quý tộc rồi đó, con của thần mặt trời mà không phải màu vàng thôi. Ok ha, đó đây là hình nguyên con nè, không nó nhìn tướng rất là đô, cái này chắc tập tạ rồi chứ cũng cỡ 5-6 năm rồi đó ha, tướng đẹp, tướng best can luôn, tướng không chơi vô đâu được. Ok, mình qua skin thứ hai. Skin thứ hai có tên gọi là cung thủ bóng đêm, thì đây cũng là một trong những skin mình rất thích, tại vì mình thích màu tím, không tím là tím mộng mơ, tím thi chung rồi đó, tím lãng mạn rồi ha. Đó đây rất là đẹp, coi như mình thấy là đẹp hơn trong nguyên mặt nguyên mẫu nữa, đẹp hơn trong game luôn đó, xây bốn phía rồi ha. Good. Nhìn là biết đó, cung thủ bóng đêm mà, tại bịt mặt mà, cung thủ bịt mặt. Ok, mình qua skin thứ ba. Yeah, skin thứ ba có tên gọi là hậu vệ nguyệt tộc. Đây cũng là một skin mình rất là khoái luôn, tại vì nó màu mè đủ màu sắc hết trơn, mà mình thì mình khoái màu mè lắm không. Nhìn cái khung nè, cái khung của mình là mình biết mình màu mè rồi, đúng không? Rồi ok. Đó. Đây, đây là hình nguyên con, đúng không? Tóc mà tóc giống như là thành các tư hãn hồi xưa vậy đó, tóc giống như bầm ngựa không. Đeo có đeo cái sợi chuỗi dưới này nè, sợi chuỗi giống như của Sa Tăng đeo á, Sa Tăng mà cho đi thỉnh kinh đó. Đó vô quá đẹp, quá đẹp. Mình có làm cây cung cho nó nữa. Đây đó, đây là cây cung chấn phái của hậu vệ nguyệt tộc, không hồi nào có hết không. Đó cung rất là đẹp luôn, cung này bắn được nghe, bắn theo cái tên nữa nghe. Đó, mình sẽ làm một video về hậu vệ nguyệt tộc đấu với lại Tôn Ngộ Không siêu việt, quýnh rất là đã luôn. Ok các bạn nhớ đón xem nha. Dạ skin thứ tư này có tên gọi là đặc nhiệm SWAT. Biết tại sao nó là SWAT không, ta nhìn trên cái tên của nó này có SWAT nè. Đó, và cái skin này là có thể phát sáng vào ban đêm không, tại vì SWAT ban đêm là phải xanh đỏ nhìn tao mới biết được, đúng không? Đó đây, đó các bạn thấy đẹp không, mình nhìn là mình khoái rồi đó, khoái dữ lắm, khoái cái skin này luôn. Nó phải như vậy, cảnh sát mà, SWAT ban đêm là phải phát sáng để tao nhìn từ xa tao biết, trắng xanh đỏ xanh là tao biết SWAT rồi. Rồi ok, thì bữa nay mình sẽ đấu với ai? Thấy không, thì bốn anh em này sẽ đấu với tất cả là 5 thằng nữa, và 5 thằng đó là ai? Thứ nhất là chính là Ganga. Yeah, mình sẽ đấu với Ganga thằng đầu tiên. Thứ hai đó chính là tướng mới Ibanez, không là cái skin là gì hổ gì giữ gừng gì đó không biết, quên rồi, tự nhiên quên ngang rồi ha. Thứ hai là thằng này. Thứ ba chính là một nhân vật rất là quen thuộc, Natalia. Ok. Thứ tư đó chính là già dịch Gindua. Oh, phong cách rất là lãng tử luôn. Oh, này già, già chắc bá già bá dơ quá. Yeah. Thứ năm mình sẽ đấu với chiến thần Lữ Bố, nhưng mà không biết là bố này đấu lại với năm kia không nữa. Nhìn năm này là thấy bựa đó. Năm này mà chung team là thấy hơi bựa cho mình. Ok. Bắt đầu. Ok, bây giờ quất nó nè.
Kìa, nguyên một nồi đó kìa. À, Natalia nè. Đâu rồi? Ganga nè. Nè. Ganga nè. Ganga nè, Natalia nè. Natalia nè. Lưu bố đâu, lưu bố đâu? Này bọn mình. Kìa lưu bố kìa, lưu bố kìa. Mà nó nhảy cao vãi. Kìa 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 đua kìa kìa đua kìa kìa đua kìa. Gindo nè, Gindo nè, ra đây Gindo. Gindo nè. Đâu rồi? Gindo nè. Gan ga, gan ga, gan ga, gan ga. Gan ga. Gan ga, lưỡi bố, lưỡi bố. Natalia kìa, Natalia kìa, lưỡi bố kìa, lưỡi bố kìa. Lưỡi bố hả? Lưỡi bố nè. Gan ga kìa. Gan ga hả? Gan ga nè, gan ga nè. Bài Hàn Quốc mà. Natalia, Natalia. Natalia. Mẹ, nắm được mày rồi con. Gan ga. Để mà trực thăng kìa. Trực thăng hả? Trực thăng hả? Giỡn với hậu vệ nguyệt tộc hả? Rồi, gan ga. Gan ga đã hy sinh. Chết một thằng. Lữ bố. Lữ bố. Lữ bố. Mày. Không tiêu cho người ta. Kìa kìa lưu bố kìa, lưu bố kìa. À, lưu bố cho nhanh vãi. Nè, nè, Ibanez. Ibanez. Rồi lưu bố nó bay nó chụp cái chiếc trực thăng kìa. Tiếu chơi người ta. Kìa 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 kìa. Mày hả? Lữ bố nè. Kìa lữ bố kìa, lữ bố kìa. Mày chạy đâu con? Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu?
Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Ok, cái đồ còn sống. Mày hả lửa bố? Mày hả? Mày hả lửa bố? Mày hả? Mày hả? Mày hả? Quýnh mày như con luôn. Rồi lửa bố đã đi. Yeah, lửa bố hy sinh. Rồi tới Gindua. Mày hả Gindua? Gindua nè. Mày ra đây. Mày ra đây, mày ra đây. Mày ra đây. Ủa mày đâu vậy? Ây da. Ủa nó đâu vậy? Kìa. Ibanez. 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 Ibanez nè. Ibanez nè. Mày ở đây. Mày hả con? Mày hả? Mày hả? Đâu rồi, kìa Gindua kìa, kìa Gindua kìa, Gindua kìa. Đâu rồi? Kìa. Mày ở đây. Cho mày đi luôn. Cho mày theo lưỡi bố luôn. Kìa cái xác lưỡi bố còn nằm nữa. Nó nhảy đâu hết trơn rồi. Mày tụi quay hả? Xe lửa. Xe lửa. Xe lửa nè. Xe lửa nè. Xe lửa nè. Lật đường gây luôn, lật đường gây luôn, lật đường gây luôn. Nó nghĩ đồ sống dài dữ vậy trời. Thank you.
Mày hả con? Ây da. Mày hả? Mày hả? Mày hả? Mày đâu? Đâu rồi? Ok ok. Mày hả? Mày hả? Mày hả? Mày hả? Mày hả? Trời ơi, già này sống dai ghê vậy. Mày hả? Đâu rồi? Ok 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 ok. Ô đi cày nhắc rồi hả? Ây da. Mày cái sống dai phải. Ok các bạn, như vậy là chúng ta đã tóm gọn được 5 thằng quỷ này ha. Đó, bốn anh em John đã tóm gọn được 5 thằng quỷ này, Natalia, Gindor, Ganga ở này, Natalia nè, Gindor nè. Đó, không Ganga nè, đầu hàng hết rồi ha. Thử bố. Đó, Ibanez. Yeah. John mà dòng dõi hậu vệ của nguyệt tộc, đúng không? Đó. Không. Đây là thần cung. Đó, ok. Ok, xem video xong nhớ like và sub nha các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Tạm biệt. Goodbye, see you again.